Tất cả mọi người nha, hôm nay mình tiếp tục lại ăn gà cua trộn gỏi, ăn trứng luộc lòng đào nha mọi người. Trứng gà luộc lòng đào mà mọi người ăn gà tiếng vua cùng mình nha. Kênh của mình mới thành lập còn nhỏ quá, mong mọi người xem video đăng ký kênh ủng hộ. Chúc mọi người xem vui vẻ mà mọi người ăn gà tiếng vua nha mọi người. Gà tiếng vua trộn gỏi á, ăn cái độ nó rất là giòn mọi người. Không hôi không gì hết á. Trứng gà mình luộc lòng đào, mình lọt cái sẵn nó bể. Rất là giòn mọi người, nhưng mà mình nhai nó hơi mỏi miệng. Nó giòn nhưng mà mình ăn vào nó mỏi miệng lắm. Gà này rất mắc nhưng mà mình ngâm cá nở rất nhiều, ăn cũng không tốn nhiều tiền nha mọi người. 1 ký 300 mấy, nhưng mình ăn mình ngâm có một chút xíu à, mình nghĩ thêm nửa lạng là ăn đủ. Luộc lòng đào rất béo mọi người. Chín quá ăn không ngon. Ăn cách này phải thư giãn từ từ mọi người, gấp ăn nó mỏi miệng lắm. Thank you.
tới nãy nó còn ở chồng đỏ, mình lột mình sợ nó bể, nó chảy ra tùm lum. Rồi mình ăn hết chồng đỏ mình lột cho dễ, nó hết bể rồi mọi người. Học thứ ba mọi người. Tháng 7 ăn học gà trong đỏ cho nó đỏ. Gặp điều may mắn nha mọi người.